Bình Hương Vlog Cuộc Sống Úc kính chào quý bà con, cô chú bác cùng anh chị em thân thương. Ngày mới vui vẻ, may mắn, nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2023, Chủ nhật. Hôm nay Hương mời cả nhà cùng đi với em đến shop Phạt Mò, cũng là nơi Hương ở trước kia, để khám phá người Tây buôn bán đồ Việt của mình như thế nào nhé. Giờ Hương mời cả nhà cùng đi với em. Ở tại nơi đây thì người ta buôn bán rất là tấp nập, người đông đảo. Trước kia thì không có đông như bây giờ, giờ shop không có nhiều, bây giờ thì shop quá chừng luôn. Ở tại vùng này bây giờ người Việt sống ở đây cũng rất là nhiều. Đây là trái thanh long. Thanh long này người Tây bán 1 ký 99 sen, tính ra thì cũng 8 đồng rồi, nhưng mà đa số người Tây là ghi như vậy không đó, cho nên mình nhìn vào thì rất là rẻ. Nếu mà tính ra tiền Việt Nam thì cũng là 100 mấy một ký rồi hả quý vị ha. Còn trái dâu này thì 2 hộp là 5 đồng, còn mua 1 hộp thì 3 đồng. Tính ra tiền Việt Nam cũng là 80.000 rồi. Trái khoai môn này cũng to lắm, người Tây bán là 8 đồng 1 ký. Dẻ này nhìn to lắm, nấu lên ăn rất là ngon, 15 đồng 1 ký. Tính ra tiền Việt Nam là 240.000 một ký. Trái mãng cầu này người Tây bán là 25 đồng 1 ký, tính ra tiền Việt Nam là 400.000. Tính ra tiền Việt Nam là 240.000. Đây.
thường rất là thích luôn. Vì 1 kg 17 đồng quý vị. Tiền Việt Nam là 272 ngàn. Cả giá ở đây thì Hương chỉ tính cho tiền Việt Nam là 1,6 triệu, mà không biết có đúng hay không đó quý vị, Hương chỉ đoán vậy thôi. Giờ thì Hương cùng đi với anh hai đến địa điểm ăn uống buổi sáng của người dân ở đây vào ngày Chủ nhật thư giãn như thế nào nhé. Buổi sáng ở tại nơi đây thì người ta uống cà phê, ngồi nói chuyện, rồi người thì đi qua lại để đi shop mua đồ ăn dùng trong 1 tuần lễ, hoặc là 1-2 ngày, hoặc là 1 ngày. Cũng rất là thú vị luôn đó quý vị. Từng ngồi nói chuyện, ăn uống, thư giãn với bạn bè, thật là thú vị. Một cuộc hành trình khám phá ở tại nơi này đã xong. Đến đây thì Hương xin kết thúc. Kính chúc quý bà con, cô bác, anh chị em cùng các bạn thân mến vui vẻ, may mắn, thành công trong công việc. Và chúc quý vị xem clip thật là vui vẻ. Đến đây thì Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào clip sau. Bye!